số 1 chợ này. 20 đồng một cuộn thôi, ai mua bài ca đây. Đây một bao 15 bánh tiêu, ăn vào trong ngon mà thơm mà tiêu nữa nè. Chị mua giùm ai em đi chị. Ai mua bánh bò bánh tiêu không? Bánh bò dò cháu ấy. Bà con ghé đây giúp em thì 20 thôi tầm bài ca. Ai mua ghé đây ờ. Bán một cuộn 20. Đây bài ca thiệt hay, mỗi câu chuyện duyên tình yêu thương nhau nè. Bánh bò bánh tiêu 20 đồng cuộn thôi. Ai mua bài ca đi, bài ca đi. Chị mua giùm em đi chị, 20 đồng cuộn thôi. Dạ dạ cảm ơn chị. Dạ dạ. Dạ ai mua bài ca, ai mua bài ca đi. Mình ơi, mua bánh bò bánh tiêu đi. Bánh bò bánh tiêu dò cháu quẩy đây. Ơ cái ông đi mà bạn buôn chí mà danh dược rửa. Danh dược gì mà danh dược rửa? Người ta đang rao bánh bò bánh tiêu à, cứ nhảy xỏn vô miệng người ta hả? Bữa nào mà tôi gặp cô á hả, chắc là tôi phải ế sặc máu đó. Bạn ế thì đem về nhà mà ăn, chỉ có chứ đâu mà sặc máu. Có tôi mới là sặc máu đây nè. Phải rồi, không sặc máu sao được. Cô nghĩ coi á, bài ca đó, người ta muốn bán chạy dù, dù thì phải biết ca hát rao hàng. Nghe hay rồi thiên hạ mới bù mùa. Nhưng tôi phải hò hát cái bài chí mô biết chứ. Thì cô cứ lựa đại cái bài ca nào đó, rồi cô cứ mở bài ca đó mà ra ca. Nếu mà ca hay rồi mà chẳng có ai mua, thì cô cứ đem cái đầu đầu gối của tôi ra mà chặt liền. Cả anh đi nói trêu nghe có duyên quá hì. Gì đâu mà hỉ hỉ. Cô cứ la bài hải cái miệng của cô hoài à. 20 cuộn, 20 cuộn. Rao hàng vậy ai mà mua. À, hay là để tôi hò cái bài ní cho anh nghe thử nghe. Ủa, cô cũng biết hò nữa hả? Biết. Vậy thì hò liền đi kẻo nó nguội. Là hù là khoan này. Là hù là khoan này. Quá đình là vợ nón. Là hù là khoan này. Vợ nón mà trống đình. Là hù là khoan này. Đình bao nhiêu ngõi. Là hù là khoan. Em thương mình là bấy nhiêu. Là hù là khoan ơi hơi khoan hù là khoan. Là hù là khoan. Thôi thôi trời đất ơi, ở đây mà hù hoài chắc tới tối quá. Thiệt trời đất ơi, hay quá xá mà bấy lâu nay cô giấu nghề ha. Hay thiệt không? Hay lắm đó. Nói thiệt với cô nghe, cỡ Hương Lan mà họ chưa chắc hay hơn cô nữa. Mà cô Sương nè, để tôi coi cái tướng cô coi. Nhìn cái tướng của cô á nha, tôi coi bộ sắp giàu to rồi đó nghe. Cô có số đỏ đó, cô biết không? Số đỏ? Mốc xì chứ số đỏ gì. Thiệt mà. Mai mốt á, mà giàu sang á, thì đừng quên thằng Lưu bán giò cháu quẩy nè nghe không? Dạ không quên đâu. Sương này đã quen hơi của anh rồi. Nên nhớ lắm. Mừng rắn mà quên được cái mùi bánh bò giò chảo quầy của anh Lưu. Chà, tính đá giò lái tôi không? Thiệt mà, trời sanh tôi có cái trí nhớ dai lắm. Tôi nhớ hồi mà tôi còn nhỏ xíu. Ba mà ơi, phải chi mà ba má còn sống? Ủa, bộ ba má Sương mất hết rồi sao? Dạ, dạ, anh biết không? Hồi đó đó, vui thật là vui vậy đó. Chiều chiều cơm nước xong, ba em ngồi đọc sách, con má thì ngồi vả áo cho em. Chưa ăn xong, ra ngồi rửa bát cạnh bờ sông. Tai nghe tiếng hò từ sông vọng lại. Chỉ gió đưa cành trúc lá đa, tiếng chuông linh mùa. Chỉ tiếng chuông linh mùa, cành gà thò xưa. Rồi bỗng súng đạn từ đâu đi đúng nổi dậy, nuôi ngựa sông Hương dây dùa trong biển lửa kinh hoàng. Tiếng khóc la gào thét ôi rùng rợn thay cảnh tượng nàng. Má bể cả con kinh hoàng chạy trước, kềnh ba em mới gánh đồ đạc rồi chạy
chạy theo sau. Bỗng má rú to lên: chết tôi rồi mình ơi. Má em ngã xuống, tay vẫn còn bế em bé nhỏ. Ba em lật đật cổng má, máu rầy dài theo lối chạy. Súng đạn vô tình không tha người và vật, đua nhau mà ngã quỵ bên đường. Ôi, nghiệp quá. Sương, mà má cô bị thương ở đâu vậy? Dạ, nhưng mà em bị thương ở bắp chân. Phải chi mà lúc đó có thuốc cầm máu thì chắc bác gái không có đến đổi nào. Dạ, dạ có chứ. Nhưng mà lúc thầy khỉnh quảng lên rồi ba em quên mang theo. Rồi, cũng như không. Lúc mà súng đạn đi đùng như vậy đó, ai mà dám về lấy. Rửa mà ba Sương chạy bừa trên xác chết quay trở về nhà. Má Sương càng, nhưng mà ba Sương cương quyết. Má khóc, má lo cho tính mạng của ba Sương. Thì ba Sương đi rồi, một xí thì ba Sương trở lại. Mặt ba xanh xám mà gượng cười, tay cầm cuồng băng, tay cầm chai thuốc. Vừa chạy đến má, ba Sương ngã quỳ. Viên đạn vô tình đã xuyên ngực của ba Sương. Trời ơi. Ba Sương nói: nè má nó, nó cầm máu rồi giận cả con mà chạy. Tôi phải bỏ má nó và cả con rồi. Thôi đi đi. Nói được bấy nhiêu, đôi mắt ba đứng lại. Con cú từ cành đá buông ra ba tiếng nào nề. Tội nghiệp hết sức. Thôi thương Sương à Sương. Sương đừng khóc nữa Sương. Tội nghiệp xuống miệng rồi. Nói nghe khỏe ghê. Răng cản ní này vô tình vô cảm rửa. Không, không đâu Sương à. Anh không có vô tình như Sương đã tưởng. Khi mà anh nghe qua hoàn cảnh thương tâm đã trút lên đầu người con gái, nghĩ mà tội nghiệp cho quê hương mình. Trong thời buổi chiến tranh, súng đạn vô tình đâu thiên vị gì người sang hay kẻ khó. Sương ơi, nếu em không chê anh là kẻ khúc côi lưu lạc, dân buôn bán chở trời dày gian phong sương, anh xin được cùng em bầu bạn sớm hôm để chia sẻ những buồn vui của cuộc đời gió bụi. Rồi mai đây khuya sớm có nhau khổ nhọc gian lao, vui buồn cùng chung chiều. Em bán bài ca cho đời nghêu ngao hát, hát khúc tình ca điểm tô đời hạnh phúc, hay khúc nhạc tương tư của những người nhạc sĩ đời tình. Nặng ốc môi tim theo cảm thì, nhưng tác giả lại thường hay bị đời quên. Em bán bài ca chứa chan hồn dân tộc, những điệu hát ba miền đầy tình từ quê hương. Bắc có hát chèo, có lá trống quân, Huế thì lý tình tang, còn Nam Kỳ ca dòng cổ. Ngọt tai hệ. À, thôi thì mình hợp tác với nhau hệ. Hợp tác là hùng nhau đó hả? Ừ. Được rồi, em đừng lo. Ai mua bánh bò bánh tiêu sẽ được tặng một cuốn bài ca, được không? Thì thôi không được đâu.
rửa là lộ vốn của em đấy. Ai chơi ngu rửa? anh nói đùa với em đó thôi. Chứ mình đã tính chuyện có nhau trên tinh thần hợp tác, ai là hay hơn thua, chuyện lỗ hay lời. Mình làm bạn với nhau là làm bạn cả một đời. Anh bạn bánh bò, bánh tiêu vừa thơm vừa ngọt, đỡ dạ no lòng cho những lúc lỡ cơm. Vậy ha, vậy là hai đứa mình sẽ cùng bán cùng rau. Bánh bò ngọt, bài cá em cũng ngọt. Ai mua bài hát với bánh bò, 20 đồng trắng vừa hò vừa ăn. Nè, đói bụng chưa? Thôi, ăn miếng bánh bò bánh tiêu đi. Chưa nãy giờ mới hỏi người ta, đói gần chết đó nè. Hợp tác nhau còn hỏi gì không biết nè. Em nhẹ nhẹ ta đi vào miền, ta vào miền quê hương mới, đem tình yêu về miền quê này. Ngồi ăn say chiên bánh, hò em ca em hát, anh nghe. Tình là tình chung anh hiệp, chung chung là câu chung tình. Nhìn xem mấy nước xinh tươi, em hỏi anh thấy gì không anh. Tình yêu ta có bên quê hương ta tuyệt vời, cùng nhau ta đắp ta xây cho tuổi xuân quê mình an khương. Cùng nhau ta đắp ta xây cho tuổi xuân quê mình an khương. Bánh bông lan đây, ai em bánh bông lan. Thì nhụy vàng cánh trắng, còn cái bánh bông lan thì... Thì sao? Cái bánh bông lan thì cánh vàng, mà nhụy nó cũng vàng luôn. Vậy đó mà hễ vắng lâu thì trong bụng cũng thấy buồn. Chắc là mai mốt tôi về tôi ở luôn nơi này. Ủa, mà sao cô hai lại nín thinh không nói một lời? Ông bà mình thường có bảo hễ có ăn thì phải có nói, mà sao cô hai lại hà tiện với tôi từng lời ăn tiếng nói vậy cô hai? Dạ phải rồi đó anh ba à, ông bà mình nói đúng, hễ có ăn thì có nói, nhưng hồi sáng tới giờ tôi bán không à, chứ không có ăn. Chết rồi, nói vậy hồi sáng tới giờ tôi nít gần cả chục cái bánh bông lan rồi hả? Thôi cái điều này chắc là tôi phải ở đây nói hoài, nói luôn cho tới sáng. Dạ cô hai à, cái này là cái lỗi của tôi đó, cho nên tôi phải tự phạt mình đó. Cho tôi ở lại tôi nói chuyện với cô hai nghe. Anh ba à, anh có ở thì tôi không có dám mời, mà anh có đi thì tôi cũng không có dám hối. Cô hai nè, cô hai hối làm sao cho đành đoạn.
trong khi cũng tại tôi nhớ cái bánh bông lan mà từ ở Trà Ôn tôi lặng lội tới dưới này. Ủa, cái bộ trên anh không có hả? Nhưng mà chắc nhờ cái người đánh bột khéo tay đó, cho nên tôi mới nhớ hoài. Dạ, cảm ơn anh nghe anh ba. Để tôi về tôi nói lại. Ba má tôi ở nhà xây bột rồi đổ khuôn đó anh ba. Vậy chắc là nhờ tay nướng khéo đó. Mèn đét ơi, mấy đứa em tôi mà nó nghe anh khen chắc nó mừng hết lớn đó anh ba. Ủa, nói vậy cũng không phải. Mà cô hai ác làm chi vậy? Không lẽ tôi nói là tôi lặn lội tới dưới này là tại vì tôi nhớ. Nhớ gì vậy anh ba? Nhớ bánh bông lan. Nè cô hai nè, để tôi nói cho cô hai nghe nha. Cái bông lan á thì sao anh ba? Bông lan mà ấp miệng kề thương anh bởi câu hò lẫn tiếng hát cơ duyên. Xe đò lục tính cái mà thênh thang quen mùi nhớ miên xuống đây tìm mình. Phải rồi, là tôi quen mùi tôi nhớ miếng đó cô hai à. Vậy sao? Quen mùi mà nhớ cái bụng dạ của tôi nó thiệt thà, nên hãy nghĩ sao thì tôi nói ra vậy. Chứ nếu thật tình anh ba xuống đây cũng chỉ vì mấy cái bánh bông lan á, thì sao cô hai? Thì để tôi gói cho anh vài chục cái anh đem theo về xứ đây anh. Cũng được có mấy bữa đâu mà cô phải bận lòng. Chứ tôi biết làm sao cho anh yên bụng. Không lẽ tôi cho anh mượn khuôn mượn lò, rồi anh về anh nướng bánh anh ăn hả? Không dám đâu. Cái nghề làm bánh đâu phải ai muốn làm cũng được. Phải học hỏi cho đàng hoàng, còn cần phải khéo tay nữa đó. Thôi được rồi, không mấy anh về rồi đưa chị ba xuống. Ba má tôi không có xấu bụng dấu nghề. Sao tôi tính vậy anh thấy sao? Cô tính sao nghe nó gọn hơn. Thì quyết định như vậy đi, anh đưa chị ba xuống học làm bánh đi, ba má tôi truyền nghề lại cho. Dạ cô hai tốt bụng vậy à, tôi cảm ơn. Nhưng ngặt một điều là tôi chưa có vợ. Nói vậy anh ba chữa vợ hả anh ba? Dạ từng tuổi này mà tôi còn ở vậy có mình ơn hả? Thôi tôi biết rồi, chắc tại anh ba khéo lọc lừa kén chọn cho nên chưa có cô nào vừa mắt hết nè, phải không? Dạ cũng có lọc lừa kén chọn gì đâu. Nhưng mà chắc tại cái mùi vị bánh bông lan mà làm cho cả đời tôi quên không có được. Vậy thôi, để tôi làm mai cho anh một cô bạn nương bánh bông lan khéo nhất ở nơi này. Dạ cảm ơn cô hai à. Nhưng mà cô hai nè, sao hồi nãy giờ tôi nói cái gì cô cũng bàn ra hết trọi vậy? Thôi thì nói gần nói xa không qua nói thiệt. Cô hai ơi, tôi lặn lội tới dưới này là tại vì tôi nhớ. Nhớ gì anh ba? Tôi nhớ cô hai. Thôi tha giùm cho tôi đi, tôi còn đi bán nữa. Khoan, cô hai à, cô hai chờ tôi với, tôi chưa nói hết mà. Cô hai
Cô Hai ơi, bánh tét, bánh ít, bánh chưng của cô chín chưa? Chưa. Còn anh Ba, chùi bộ lư gì tối hù rồi vẫn chưa có bóng vậy? Vậy đó. Mà chừng nào nồi bánh của cô chín là bộ lư của tôi bóng liền vậy hả? À, cái anh này quỷ à nghe. Xấu mồm xấu miệng chọc ghẹo người ta. Tôi không nói chuyện với anh nữa đâu. Không nói chuyện hả? Thì tôi hát, tôi chơi một mình. Đêm xuân nghe pháo giòn tan ơi nàng ơi. Chữ đen trên nền liễn đỏ ơi nàng ơi. Chùi lư để chưng bàn thờ. Xuân rồi lại đón xuân, chùi lư để chưng bàn thờ. Xuân rồi lại đón xuân. Đêm xuân nấu bánh ngồi canh ơi chàng ơi. Bánh chưng nếp vàng nhưng đầu ơi chàng ơi. Để rước ông bà về vui ba ngày Tết, chứ đâu phải để bánh của tôi nằm cạnh bộ lư đồng. Anh đừng bày đặt lăng lơ cái chuyện vợ chồng. Anh ba nói chuyện xa gần, tôi mé cha mẹ tôi, anh đừng có than trách rồi nha. Bẻ thơm non chùi bổ lư đồng không sáng, còn anh chưa có dứt sữa sao dám tán tỉnh tôi. Nè, đừng thôi anh hỡi, đừng thôi, chờ thơm xanh bè anh mượn người mai mối. Trời đất ơi, tôi lớn chồng nồng như vậy mà cô nói tôi chưa dứt sữa hả? Tôi thấy nè, sáng nào anh cũng nít một ly sữa đầy vậy đó, hèn chi. Còn cô Hai thì sao? Tôi mà chưa dứt sữa, chắc là cô chưa bỏ bình đó. Nhưng hôm nay bắt đầu vào năm mới, cô đã bước qua thời tuổi dài ngây khờ. Mười tám xuân xanh mộng đẹp đang chờ, còn anh thì tròn 20 tuổi, vai học trò đâu gánh nổi nợ thế. Đừng thôi em hỡi, đừng thôi, đừng thôi nói chuyện năm nào bé thơ. Mình nên nói chuyện bây giờ. 18 em chờ anh đây đã đôi mươi. Thôi anh ba ơi, ở đó mà nói chuyện tào lao, không lo chùa cho xong bộ lư đồng kìa. Cái này là tại tôi chấp cô đó chứ. Tôi chấp cô lo nồi bánh chín trước đó. Trong khi chờ bánh chín thì Thôi bây giờ mình hò đối đáp nghe anh ba. Rồi tôi cũng chấp cô hò trước luôn đó. Vậy anh ba nghe đây nè. Hò một trăm thứ thang, thang chi không quạt. Một trăm thứ bạc, bạc chi bán chẳng ai mua. Trai nam nhân anh mà đối đằng, hò anh mà đối đằng, thiếp chịu bốn mùa xin theo.
khó làm chi cho anh khó nghĩ, nhưng muốn được lòng tri kỷ thì anh đây phải đắn đo. Mong thuyền quyên giữ chặt lời cho anh mà đối đặng họ. Họ anh mà đối đặng thì duyên nợ ba sinh, có đất trời chứng giám giữa đêm xuân bát ngát hương tình. Còn ngọn lửa cũng muốn vui theo nhịp đập tim mình. Họ một trăm thứ thang thang thân không quạt, một trăm thứ bạc bạc tình bạc nghĩa bán chẳng ai mua. Đó trái nam nhân anh đà đối đặng, em có chịu bốn mùa theo anh, nhưng em ơi anh thề không bạc mà sao em hò trách móc cho đành. Nồi bánh tét bánh chưng của em á chưa chịu chín thì làm sao em dâng lễ rước ông bà, để cho trai tân chùi bổ lư bông lan chờ bánh của em dâng lễ một nhà. À vậy là anh muốn rước em rước luôn nồi bánh dâng lễ trên bàn thờ chung bổ lư. Anh sẽ quỳ lâm râm khấn nguyện, nguyện cho hai đứa mình trọn nở trọn duyên. Nhưng anh ơi, mâm rượu cao trầu mới đúng nghĩa ba sinh, chứ câu hò đối đáp làm sao thành duyên nợ. Ví dầu trăm nhớ ngàn thương, không ai không muốn như giường không chăn. Anh về lo chi thu làm ăn, cây nhờ mai mối cho tình bằng nên.